Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác chăm lo đời sống gia đình chính sách người có công. Ngoài các chính sách chung, tỉnh còn có nhiều chính sách ưu đãi riêng cho người có công và thân nhân. Với sự quan tâm chăm lo của tỉnh, đời sống các gia đình chính sách người có công không ngừng được cải thiện, nâng cao. Toàn tỉnh hiện có hơn 40.000 gia đình và cá nhân thuộc chính sách hưởng ưu đãi người có công. Trong đó có khoảng 6.600 đối tượng được trợ cấp hàng tháng với số tiền hơn 14 tỷ đồng. Ngoài chính sách chung theo quy định của nhà nước, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn ban hành nhiều chính sách hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm, hỗ trợ 100% tiền học nghề cho con thương binh liệt sĩ, tặng sổ tiết kiệm với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng mỗi năm. 1.136 mẹ Việt Nam anh hùng, hiện 9 mẹ còn sống đều được các cơ quan, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng trọn đời, với người chăm sóc cũng được hỗ trợ gần 2.800.000 đồng một tháng. Nhờ đó, 100% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Tôi vào đây là như thế gần 5 năm rồi. Tôi được hưởng thụ những cái ưu ái của tỉnh ủy cũng như của thành ủy Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi thấy có những cái làm cho mình thấy khỏe nhẹ với ấy, cho nên tôi xin cảm ơn. Chăm lo về nhà ở cho người có công và thân nhân là một trong những thành quả nổi bật của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thực hiện quyết định 118 của Chính phủ về cải thiện nhà ở cho người có công, tỉnh đã miễn giảm tiền sử dụng đất cho gần 1.570 người có công với số tiền hơn 202 tỷ đồng, triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Đến nay, đã có 400 căn nhà dành cho người có công được xây mới và hơn 1.700 căn nhà được sửa chữa. Từ năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công từ 100 triệu lên 150 triệu đồng một căn. Tỉnh còn điều chỉnh chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công theo hướng mở rộng sang đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ và các đối tượng khác. Chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi sửa chữa nhà ngày hôm nay. Có căn nhà ổn định kiên cố thì gia đình chúng tôi cũng có thể là ổn định cuộc sống. Để làm tốt công tác chăm lo cho người có công, ngoài nguồn ngân sách trung ương và của tỉnh, các địa phương trong tỉnh còn huy động nguồn lực xã hội thông qua phong trào ủng hộ quỹ, đền ơn đáp nghĩa với số tiền hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Ban lãnh đạo công ty là rất là hưởng ứng và khi đã có một cái chiến dịch nào phát động thì đều các cán bộ công nhân viên của công ty đều hưởng ứng và rất là sôi nổi chứ không phải là bắt buộc. Đây là cái tấm lòng tự nguyện của cán bộ công nhân viên của công ty. Cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Vùng 2 luôn nhận thức đúng đắn về ý nghĩa khi tham gia xây dựng và đóng góp quỹ. Do đó hàng năm vùng đều thực hiện đúng các quy định về xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa với số tiền khoảng hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Các đơn vị trong toàn vùng đều thực hiện đúng cái việc về hoặc các hoạt động thực hiện các hoạt động tri ân, các hoạt động về liên quan đến công tác chính sách được trích từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Chính phủ tăng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 lên 2.789.000 đồng, tương đương tỷ lệ tăng 35,7%. Ngoài ra, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung mới bằng 1,8 lần mức chuẩn trên người một lần. Sự quan tâm này góp phần giúp người có công trong cả nước nói chung và người có công trên địa bàn tỉnh nói riêng nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống.